Xin chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của chuyên gia ô tô. Hôm trước mình có quay nhanh về chiếc Honda CR-V này và cũng khá nhiều anh em quan tâm ở trên kênh TikTok của mình. Hôm nay mình sẽ quay chi tiết hơn trên kênh YouTube, nó có đầy đủ để cho anh em xem luôn nhé. Đầu tiên để khái quát qua về CR-V thì CR-V trước đây tại Việt Nam thì sẽ được phân phối chủ yếu là với hai phiên bản 2.0 với 2.5, 2.4 lắp ráp tại Việt Nam nhé, và là dòng xe crossover 5 chỗ gầm cao. Sau đó thì CR-V có chuyển sang hình thức nhập khẩu Thái Lan, chuyển sang phiên bản 7 chỗ động cơ 1.5 turbo, và cuối cùng thì lại quay trở lại với phiên bản 1.5 turbo, nhưng mà sẽ là phiên bản lắp ráp trong nước nhé, là những cái phiên bản bán hiện thời. Còn trên thị trường, nếu mà anh em tìm kiếm một mẫu xe CR-V 5 chỗ thì chắc chắn là anh em sẽ phải mua những cái dòng xe cũ đã qua sử dụng như thế này rồi. Nhưng mà mua được một chiếc xe mà đẹp như thế này thì nghĩ là sẽ rất là hiếm. Đấy. Đây là một chiếc CR-V 2013 cả nhà nhá. Một chủ từ đầu luôn, mang biển số ở tỉnh, mới lăn bánh có 4,2 vạn km thôi. Đấy. Km zin luôn cả nhà nhá. Bao test tất cả các đại lý của Honda trên toàn quốc luôn cho cả nhà. 4,2 vạn km. Nghĩa cam kết xe cam kết chất lượng xe bằng văn bản luôn nhá. Không đâm đụng, ảnh hưởng đến kích cỡ khung gầm, không ngập nước, không bổ máy, không tua km, không tranh chấp pháp lý và không phạt nguội. CR-V 2013 thì được đánh giá là một trong những cái phiên bản rất nhiều khách hàng thích. Đấy. Sau đó đến thời điểm năm 2015 thì cái đít nó cong cong là một chút nên anh em có vẻ là ít ưa chuộng hơn. Còn đối với cái form dáng này thì rất tuyệt vời. Đây là một chiếc xe màu trắng, cực kỳ lành. Nếu mà để nói về một chiếc xe gầm cao 5 chỗ, đấy, lành, dễ nuôi, không hỏng vặt, lại còn tiết kiệm nữa thì rõ ràng là không thể bỏ qua những chiếc Honda CR-V kiểu như thế này được. Quá là tuyệt vời luôn. Đây, bây giờ mình sẽ quay chi tiết tổng thể luôn cho anh em xem nhé. Xe 2013 thì nó còn lại cái gì nữa. Đấy. Đầu tiên là một bộ đèn bi full LED, đèn LED ban ngày vẫn đầy đủ hết này. Rất là đẹp, có vòng LED eye mắt quỷ, độ sáng thì quá tuyệt vời luôn. Đèn ngầm sương mù có đủ. Mặt ca lăng trước thì nổi bật với ba cái thanh chrome như này, khá là khỏe khoắn. Còn phía dưới nắp máy này thì mình sẽ có một khối động cơ 2.0 nhá, hút khí tự nhiên. Đấy. Vừa đủ cho cái nhu cầu sử dụng của mình và cũng khá là tiết kiệm nhiên liệu hơn so với cái phiên bản 2.4. Ở bên hông thì anh em sẽ có một bộ la răng khá là đơn giản. Đấy. Gương chiếu hậu chỉnh điện cụp điện này, có đèn LED trên gương. Tay nắm cửa thì cùng màu thân xe và chưa có nút bấm mở cửa thông minh. Bộ la răng của chiếc xe CR-V này thì anh em có thể nhìn thấy nó là kích thước luôn nhá. Đây. R17, 65 R17 luôn. Đấy. Và anh em biết gì không ạ? Toàn bộ cả dàn lốp này là dàn theo xe hết nhá. Đấy, tuần thứ 26 của năm 2013. Đấy, tuần thứ 26 năm 2013. Rất là hiếm, thực sự thời điểm này 2013 mà còn những chiếc xe nguyên cả dàn lốp này thì quá hiếm luôn. Đấy, xe chưa được trang bị cái start top khởi động thông minh, nó sẽ không có cái nút bấm ra vào xe thông minh, và chìa khóa thì vẫn chìa khóa dạng cơ nha anh em nhé. Bấm mở lên và mình khởi động nổ máy này, vẫn có điều khiển khóa mở cửa. Bác chủ xe thì đã đấu thêm cái hệ thống gương tự cụp rồi, bấm chìa khóa này thì gương sẽ mở, khóa lại thì gương nó sẽ cụp. Cốp này, toàn bộ cụm đèn là đèn halogen. Đấy, gạt mưa này, đèn phanh trên cao, rồi là anten vây cá, camera lùi có đủ cả. Cốp rất rộng nhá, CR-V dòng này cốp quá tuyệt vời. Đây anh em này, cốp nó rộng mênh mông luôn. Đấy, lốp dự phòng chưa động bao giờ. Và đây là một chiếc xe cực kỳ đẹp, nghĩa chưa từng chứng kiến một chiếc CR-V nào đẹp như này luôn. Hôm trước cũng có một chiếc 2011 nhưng mà rõ ràng là không thể đẹp bằng chiếc xe này được, mặc dù cũng là một chiếc xe rất xuất sắc. Đấy, còn keo chỉ tất cả thứ nha anh em, nhìn chấm ốc của nhà máy vẫn nguyên. Bác nào có rảnh thì ghé qua cửa hàng bên em xem cụ thể nhá. Một chủ từ đầu biển tỉnh, nghĩa đã rút hồ sơ cầm tay rồi. Còn đây nội thất này, em nhìn phần táp ly này. Nhựa da nguyên bản hết theo xe. Ngoàm cửa này, rồi là những cái gioăng này vẫn còn nguyên bản hết. Ghế sau rất là rộng. Đấy. Bác chủ bác lắp thêm cả hai cái màn hình gối đầu rồi nhá. Rồi có cửa gió điều hòa cho ghế thứ hai này, rất ok. Kệ thì tay, khay để cốc có đủ hết. Đây là toàn thể khoang cabin. Cái này là cái miếng dán chống bám nước nhá, dán ở đây và dán ở gương. Cũng anh em nhìn sơ qua lại bảo không biết kính nó có lỗi gì không. Đây, kính nguyên bản hết theo xe này. Tắp ly cửa, gương kính điện hết. Đây khoang cabin này ạ. Đó, có chế độ lái con này, có cân bằng điện tử này. Vô lăng nguyên bản zin theo xe luôn anh em nhé. Vô lăng
4,2 vạn, nó chỉ như thế này thôi, chưa có mòn vẹt gì cả, toàn bộ ghế. Nghĩa nổ máy cho anh em xem thử nhá. Chìa khóa chỉnh cơ. Cái mic này là mic để kết nối Bluetooth đàm thoại nha anh em. Đấy, 4,2 vạn cả dàn theo xe, lốp xưa cua gần chưa hạ, màn hình Pioneer, rồi là cam hành trình, quay trước quay sau đầy đủ hết rồi anh em. Cần cái xe này lấy về chỉ việc chạy đi, không phải làm cái gì cả. Thậm chí là cái màn hình hiển thị đa thông tin trên này bác chủ bác còn chưa bóc cái ni lông cơ. Nghĩa vẫn cứ để nguyên này từ hôm mua về. Đấy, bóc ra bên trong mới cứng, chưa bóc ni lông luôn. Cần số, cổng sạc 12V, kệ tùy tay, rồi là khay để cốc. Đấy. Không thiếu bất kỳ một cái gì cả. Phải nói đây là một trong những chiếc xe hiếm, thực sự hiếm trên thị trường luôn. Quá đẹp. 4,2 vạn zin luôn anh em nhé. Mình cam kết là km zin luôn đấy. Đấy, cửa nẻo ốc này. Đây, mở luôn cái khoang động cơ cho anh em xem. À đây dưới, trước khi mở thì mình cái chỗ này là cái phanh tay nhá, nó chuyển đến dưới chân. Đấy. Bình thường anh em đi xe lạ không quen là tìm cái vị trí phanh này rất là khó. Đây Nghĩa mở khoang máy cho anh em xem luôn này. Ốc và nắp capo nhá. Cùm phanh ABS này. Đấy, ốc máy này. Em thấy chất lượng quá tuyệt vời luôn. À, những cái tem các thứ vẫn còn giữ nguyên lành, thực sự hiếm. Đấy, bác nào muốn mang chiếc xe này đi check hãng hay check gara thì ok hết nhá. Nghĩa thoải mái đáp ứng nhu cầu của toàn thể anh em luôn. Đây xin phép quay lại tổng thể luôn cho cả nhà mình xem nhá. 2.0 2013 luôn. Màu trắng, một chủ từ đầu 4,2 vạn, thật sự rất hiếm. Chất xe đẹp nhau thì các bác qua video cũng đã có thể nhìn qua rồi. Đấy, chiếc xe này thì Nghĩa đang chào bán với giá chỉ 590 triệu đấy. 590 triệu cho một chiếc xe crossover 5 chỗ gầm cao Honda CRV luôn. Một chiếc crossover tuyệt vời dành cho gia đình, êm, lành, bền, tiết kiệm. Cách âm khá là tốt và option thì đủ dùng. Cả nhà quan tâm mẫu xe này thì ghé qua địa chỉ bên Nghĩa nhé. Số 99 Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội, showroom Hà Nội K. Cảm ơn cả nhà rất nhiều và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những mẫu xe mới nhất chuẩn bị về Hà Nội các ạ.